Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác một số cái mạch tăng áp công suất lớn 12V lên 24V bên em. Đây là ba cái loại mạch công suất khá là cao bên em hiện nay đang cung cấp các bác nhé. Trong đấy thì cái dòng 600W này thì là dòng mới về, còn lâu nay là dòng 480W là lớn nhất, thấp hơn thì có 360, thấp hơn nữa thì mấy cái dòng nữa em không mang ra đây, không liệt kê. Nó có 288 này, 240 này, 120 này, 12 này. Đấy, nhiều, nói chung là bên em rất là nhiều loại. Và đây là những cái con mạch tăng áp, lưu ý các bác đó là nó sẽ kích từ điện 12V lên 24V, thiết kế rất là chắc chắn. Toàn bộ hệ thống mạch điện tử đều nằm ở trong cái thiết bị này, bên ngoài là vỏ nhôm tản nhiệt, mặt này là đều epoxy chống nước. Do đó những cái loại này thì về độ bền cũng như giá thành của nó sẽ cao hơn so với các loại mạch tăng áp mà kiểu hở. Mấy cái mạch tăng áp kiểu hở thì người ta cũng bán khá là nhiều, tuy nhiên mạch đấy thì nó có nhược điểm đó là nước nó bắn vào hoặc là ảnh hưởng của bụi rồi là độ ẩm không khí thì nó sẽ nhanh bị hỏng. Còn loại này thì toàn bộ các cái thiết bị điện tử nó được bao bọc nằm bên trong, khi hoạt động thì nó sẽ tỏa nhiệt ra bên ngoài vỏ nhôm này để làm mát, hoàn toàn yên tâm. Thế thì con này là con lớn nhất này, nó kích từ 12V lên 24V, dòng ra là 25A max, còn dòng vào thì là 50A. Đấy, 600W, con này là 480W, con này là 360W. Thế thì bác nào mà chỉ có một bình ắc quy 12V này, ví dụ một bình ắc quy 12V mà các bác lại có thiết bị 24V, ví dụ như máy bơm nước này, motor này, bóng đèn này, nồi cơm điện này, mà sử dụng điện áp 24V trong khi mà mình chỉ có một cái bình ắc quy 12V này thì các bác phải sử dụng đến mạch tăng áp. Đó, cái loại mạch này thì hiệu suất chuyển đổi điện nó rất là cao, hiệu suất chuyển đổi của nó hao tổn trên cái mạch này nó rất là thấp các bác ạ, chỉ có vài phần trăm điện năng hao tổn thôi, còn lại là nó chuyển hiệu suất rất là cao nên các bác hoàn toàn yên tâm, không lo nó hao điện các bác nhé. Còn nguyên tắc khi chúng ta chọn mạch tăng áp ấy là cái đầu ra của cái thiết bị, cái thiết bị tiêu thụ qua cái mạch này là công suất của nó phải nhỏ hơn cái công suất ninh, nhỏ hơn cái công suất của cái mạch các bác nhá. Đôi khi thì nó lớn hơn nó cũng chịu được thôi, nhưng mà nó sẽ không được bền, cho nên chúng ta luôn luôn lựa chọn là ưu tiên là thiết bị những công suất nhỏ hơn cái thiết bị, cái công suất của mạch. Ví dụ như bác nào mà có cái máy bơm nước công suất là 500W thì chúng ta sẽ sử dụng cái mạch 600W này để chúng ta chạy, đúng không? Còn bác nào mà có cái máy bơm khoảng 400W thì dùng con 480 này là chạy là ok rồi. Đấy, thì chúng ta nên lựa chọn là như vậy để bảo đảm cái tuổi thọ của mạch các bác nhá. Đấy, còn lại là đấu nối thì rất đơn giản thôi, 2 dây vào 2 dây ra. Đây, 2 dây vào điện 12V, dương là đỏ này, âm là đen này, còn dây ra của nó là 2 đầu loại vàng và đen này, trong đó đen là âm, vàng là dương. Ký hiệu trên đầu bơm trên cái mạch này ghi rất rõ rồi, các bác cứ đấu đúng âm dương là chúng ta xài được. Rồi, video này em xin kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 68 98 366, website là máy bơm mini số 8.com. Xin chào các bác.